À, sinh năm 72 hả chị? Không, 72 tuổi á. Trời ơi, vậy sao? À. Trời ơi, chết cha, vậy con kêu cô bằng cô rồi. Thì nó nãy tôi nói còn cô. Dạ, trời ơi, 1950. Em coi mà đúng rồi, 72 tuổi. Trời ơi, trời, em giật mình trời chị. Cô, con giật mình cô. Cô 72 tuổi hả cô? Dạ, đúng Dạ. rồi. Dạ. Dễ ri, hôm nay cô kết nối là cô kiếm ai cô ạ? Tôi kiếm như chồng tôi mà tôi kiếm cho con tôi. Tự nhiên nó học hồi nào giờ nó chưa có thấy ổng. Tự nhiên năm nay nó 40, đang sinh năm 73, 49 tuổi á. À, coi như là hồi đó là coi như lúc mà ổng không gặp nó là lúc nó khoảng 3 tuổi. Là như là hồi đó là ổng là đi lính không quân cũ á. Xong là lúc mà tôi với ổng gặp nhau là lúc đó tôi 21 tuổi á. Rồi mà rồi gặp ổng xong rồi mới xong mới sinh nó, cũng như là cái lúc đó là ổng là người ở Bến Tre á. Bến Tre xong rồi cái lúc đó là ở dưới Bến Tre là cái vùng mất an ninh, không có về, là tôi không có về ra được, là coi như lấy ổng nhưng mà chưa bao giờ về xứ ổng hết trơn á. Hồi giờ nói luôn mới quên hết trơn Bây cái giờ vậy nè cô nè, con xin lỗi cô ha, vì mình tuần tự để cho cô chú anh chị dễ hiểu ha, là con muốn tuần tự ở cái chỗ là ông xã cô là tên gì và khoảng sinh năm mấy. ổng là Nguyễn Phát Thanh, Nguyễn Phát Phát Thanh á, Phát Thanh à, Phát á, Nguyễn Phát Thanh. rồi sinh năm mấy cô có nhớ không? Ổng sinh tôi nhớ là ổng sinh hình như 50, năm 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 mốt năm hai vậy đó. Vậy là Ổng nhỏ nhỏ tuổi hơn tôi một ổng nhỏ hơn tôi tuổi. vậy đó ha. Hồi đó là ổng đi lính à. Rồi, thôi chú hỏi đi, hỏi gì tôi nói giờ tôi đâu biết nói nào trước vậy nào sau. là vậy là chú năm nay cũng khoảng 70 71. 71 gì đó. Đại khái rồi. Quê là ở Bến Tre hả cô? Ở Bến Tre, ổng hồi đó Bến Tre rồi Bến Tre Cứu Hòa đó, rồi lúc đó là khu ở dưới đất Bắc nên hai đứa tôi ở lấy nhau nhưng mà chưa chưa không có về dưới đó. Rồi cái lúc mà thất lạc á, là lúc thất lạc như này nè, coi như là năm 71 tôi và ổng là bắt đầu là hai đứa gặp nhau. Rồi cái năm 72 á thì hai đứa ở hai đứa tôi ở với nhau là cũng như hai đứa lấy nhau kết hôn á, lấy nhau xong rồi cái ở tới năm 72. Cuối năm 72 á cái ổng nói thôi bây giờ là ổng nói có lệnh đổi đi vô Sài Gòn. Hồi đó là hai đứa tôi ở trong tư xá, trong tư xá của công quân á. Ông nói là bây giờ ông đợi đảo Sài Gòn. Cái tôi mới nói thôi bây giờ anh vô Sài Gòn trước đi, xin chạy với binh xong rồi á thì tôi mẹ con vô sau. Bây giờ tôi đi về quê thăm thăm ngoại, thì ngoại ở Quy Nhơn á. Cái tôi về tôi ẵm con bé về về má tôi Quy Nhơn tôi ở rồi. Cái lúc mà ổng đi cũng như có ngày là ổng đi vô tới Sài Gòn á, ông đổi vô Sài Gòn á, ổng mới chạy ra Quy Nhơn, ổng đón hai mẹ con để đi vô Sài Gòn. Cái tôi mới nói thôi bây giờ á anh đi vô Sài Gòn anh lãnh chạy vô bên trước đi, xin chạy vô bên trước đi, rồi xong khi đó thì mẹ con vô sau. Thì lúc đó là cũng như cuối năm bảy
cuối năm 72 bắt cuối năm 73 bắt đầu năm 74 á là ổng vô Sài Gòn. Sài Gòn thì tôi nói ổng vô trước đây rồi tôi vô sau á, thì chưa có vô vậy tới năm 75 chưa có kịp vô Sài Gòn thì lúc đó giải phóng vô thì ổng chạy coi như lúc đó lạc nhau đó, thì vô lúc đó lạc nhau mà tại vì biết rằng hai đứa lấy nhau rồi mà chỉ biết biết ổng ở Nha Trang, ở lính ở Nha Trang á, biết lính không quân ở Nha Trang á chứ không có biết quê nên không có về quê tìm được. Rồi bắt đó là thất lạc nhau đó, là từ lúc đó tới giờ. Vậy là hứa hẹn là cô sẽ vô Sài Gòn, nhưng mà không may là giải phóng vô thì bắt đầu loạn Giải lạc rồi, phóng vô loạn tại lạc vì rồi thất lạc nhau luôn. tôi nhớ ổng nói là đi vô Sài Gòn đi, tôi nói đi vô trước đi xin khu dây bên trước Con rồi mới hiểu. vô sau đó. Rồi ổng cũng ổng đi xong chưa có đâu được mấy tháng sau là giải phóng tới, là tôi chưa đi là giải phóng tới đó. Rồi cho con hỏi này, là lúc đó thì cô chú có với nhau được mấy người con? Thì một một con bé đó đó, một con bé đó được mấy tháng là ủa được sinh năm cuối năm đầu năm 73, đầu năm 73 rồi là năm 75 này về giặt á, Vậy theo rồi như lúc đó con bé được tuổi mấy, 2 tuổi vậy đó. theo cô thì chú còn nhớ tên của con mình không? Nhớ Nguyễn Thị Tố Nguyên. Tố Nguyên ha cô. À, cái tên đó là chị ổng đặt đó, cái bà chị thứ 11 á đặt á, tại vì ổng thứ 12 lắm, ổng nhà nhà ổng là ổng là thứ 12 đó, Con nghĩ đó tại cô, tại với bên con kia dạ hả. con nghĩ chắc là chú mong mỏi lắm á, chú cũng cũng mong mỏi kiếm cô với kiếm con của mình á, nhưng Thì chắc mà tôi nghĩ chắc vậy á. rồi bởi vì là vợ chồng sống với nhau hoàn toàn là hòa thuận và có hứa hẹn này kia như vậy, nhưng mà đáng tiếc rằng là cái thời loạn lạc nên là lạc nhau, cho nên là con nghĩ chắc là chú cũng rất là mong muốn được gặp con và của mình và gặp cô lại cô. Thì trước giờ thì cô có kiếm ở đâu chưa cô, hay là có đến Bến Tre, về Bến Tre kiếm này kia không? Không, tại vì đâu có biết dưới đó đâu, Không biết địa chỉ cô ha. không biết địa chỉ, là biết biết là tại vì hồi đó ông làm cái tờ hôn thú á, thì có đọc ở trong cái tờ hôn thú là biết là Bến Tre rồi Kiến Hòa vậy, rồi cái quên mất, hồi đọc với hôn thú thì biết thôi chứ còn chứ đâu có biết đâu đâu, chưa có tới đó lần nào đó. Là cô nhớ chắc là có chữ Kiến Hòa hay là hình như. Không, Kiến Hòa, Bến Tre, Kiến Hòa rồi tỉnh gì thành 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 đó, cái xã thành thành vậy đó, nhớ vậy đó. Mà Kiến Hòa Bến Tre thì nhớ đúng đúng luôn. Là đúng luôn. Còn xã thì như cái gì thành nó quên rồi. Bây giờ mà gia đình mà được đoàn tụ chắc vui lắm cô ha. Bây giờ thì con bé nó lớn rồi, tại lúc đầu thì không biết mà lúc đó cũng còn nhỏ, mình tôi còn nhỏ cũng lúc đó lấy ổng là lúc đó 21 tuổi đó, mà lúc đó cũng còn nhỏ rồi không có biết địa chỉ rồi cũng nhát không dám đi. Rồi sau này thời gian 5 6 năm 6 7 năm rồi thì cứ nghĩ nhiều khi mình tìm lỡ cái vợ rồi rồi sao rồi gia đình rồi lộn xộn đồ cái sợ sợ không đi. Rồi mới qua đây đi đi mới đi Mỹ qua đây rồi cứ lo làm ăn rồi cái cũng không có cũng sợ sợ, nhiều khi có gia đình mình tìm tới rồi gia đình ổng rồi lỡ mất hạnh phúc rồi này nọ thôi cho qua luôn. Rồi giờ thấy lớn rồi tôi cũng nghĩ là tôi lớn rồi mình tìm cho con mình vậy thôi. Đúng rồi, mà kể cả là bên chú mà có vợ sau này kia thì cũng hoàn toàn là thông cảm và hoan nghênh thôi, bởi vì cái chuyện là chuyện xảy ra trước đó mà, cô với chú Từ lấy bây nhau giờ trước đó mà đâu có sợ gì.
Dạ. Thì bởi tôi bây giờ tôi nghĩ vậy, với lại bây giờ mình lớn rồi Dạ. cũng như mình đi tìm cho con mình thôi. Dạ. Thường á thì con thấy là vợ nhỏ sợ bà vợ lớn, chứ mấy khi đâu mà vợ lớn mình đi sợ vợ nhỏ đâu. Biết là hồi đó ông chạy rồi, ông chạy lạng rồi lộn lạc rồi ông về quê rồi ông nói ông chưa có vợ, ông cưới vợ sao biết được. Để con tính thử Nhiều khi ông coi. nói là chưa vợ thì người ta ưng người ta cũng nghĩ là chưa vợ thôi. Dạ, để con tính thử coi, hồi đó là 1974, 1974 mà cô à, chú sinh 1950 phải không cô? Ông có ổng sinh 51, 52 gì đó, chứ Dạ. tôi thì 50. À, vậy là lúc đó chú mới khoảng 22 tuổi à? Thì cỡ đó mới đi lính mà đi đi lính vô không quân ở Nha Trang á, nói Dạ. ổng là lính không quân ở Nha Trang. Rồi Dạ. ổng có một ông anh thứ ba thì cũng đại úy không quân ở phi Dạ. trường Phù Cát. Thì tôi có ra đó, tôi có ra hai hai đứa tôi có ra nhà anh ổng á, cũng ở trong cư xá luôn, cư xá không quân phi trường Phù Cát. Anh ổng á là Nguyễn Phát Long, Nguyễn Phước Long. Dạ. Phát Phát Long Nguyễn á, không Phước phải Long. Phước đâu, Phát Dạ, Phát Long. á. Rồi ngoài ra có tên ai nữa không cô? Có tên Rồi ai liên quan nữa không? có ông anh đó, Nguyễn Phát Huy, À, vậy thì Nguyễn cũng Phát có. Huy Vậy thì có hy vọng lắm đó cô. Có hy vọng lắm á. với Nguyễn Phát Lâm, Phát Lâm. Phát Lâm rồi Nguyễn Phát Huy, mà ông anh ổng là Nguyễn Phát Long mà ông ở 147 Võ Tánh Phú Nhuận Sài Gòn á, là gia đình ổng ở đó, vợ con ổng ở đó. Rồi ổng đi ra vì phi trường Phù Cát, ổng làm việc ở phi trường Phù Cát, ổng ở về đó. Nhưng mà lúc đó tôi ra đó là ổng, lúc ông đó là ông có hai vợ lận, Ông Lân á một hả? bà vợ Chú lớn á, Lân á một hả? một bà hả Chú Lân á hả? Chú Lân hai vợ hả? Long á, chú Long hai vợ, À. vợ Dạ. lớn ổng á, vợ lớn chính thức có với hôn thú đó là ở 147 Võ Tánh Phú Nhuận Sài Gòn. À. Rồi bà vợ nhỏ thì ở cư xá không quân ở cái trường Phù Cát. Cho con hỏi Rồi, để cho con hỏi hai để hai hai vợ hai vợ chồng tôi có ra ngoài trong cư xá phi trường Phù Cát đó, có rồi ra đó. Cho con hỏi cái câu này để hồi nó trôi qua cái giai đoạn này, là con muốn hỏi cô á, là chú Long á, là ở 147 ở Tân Thuận một á. trăm một một trăm bốn mươi bảy Phú Nhuận Sài Gòn. À, Phú Nhuận. Thì nếu cô biết địa chỉ vậy thì cô có lần nào về đó để hỏi về tung tích của chú không? Cái lúc đó là tôi mắc lúc đó là mới phóng vô thì con bé nó mới có tuổi mấy, 2 tuổi, nó nhỏ tôi không có đi được, mà má tôi bà đi thì bà tìm, thì mà không biết là má tôi có biết tìm hay không, mà hơi là dọn đi. Có cái người ở trong cái nhà đó thì nói chứ gia đình này đã dọn đi rồi, thì má về nói vậy thôi. Mà tôi nói cho họ, tôi cũng còn khờ lắm, nó hồi đó 21 tuổi mà còn khờ lắm, mình sợ cũng không dám đi tìm nữa, sợ vô ông đó không biết tìm, sợ đi lạc vậy đó. Cũng có liên quan Rồi đến nhiều người quá cô ha. Rồi cho rồi còn có một một bà chị thứ sáu á, một bà chị sáu cũng ở, là một bà chị sáu là tên 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 Phụng á, nhưng mà bả thì cũng hòa quyện giống ổng thôi, nhưng mà không biết chữ lót có bả. Chị Phụng ha, cô Phụng Chị ha Phụng cô. á. Còn 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 một bà chị nữa là kêu là chị 11, tại vì nhà ổng 11 đứa con, là ổng là thứ út 12, thứ 12 đó. Bà chị thứ 11 là đặt tên Nguyễn Thị Tố Nguyên cho cái con nhỏ con gái đó. Con nắm được cái câu chuyện rồi, thật sự là cái này con có hy vọng rất là nhiều đó cô. Rồi còn gì nữa, má má của ổng á, má của ổng á là Hồ Thị Minh.
Còn ba ổng là Nguyễn Văn Kha. Nguyễn Kha có đi tu, nhưng mà lúc ổng chết, lúc đó là tôi với ổng mới, tôi với ông xã mới có lấy nhau đâu 3 4 tháng, 4 5 tháng gì đó, là ổng chết năm 71. Dạ vậy Là ông Nguyễn Văn Kha là ông nội đó, cũng ông nội có con bé Nguyễn Thị Tú Nguyên á. Còn bà nội thì Hồ Thị Minh. dạ vậy là liên quan đến nhiều người đó cô, thì con cũng hy vọng á là bà con trong thân tộc nghe được cái câu chuyện này đó thì hiểu, thì sẽ hiểu hiểu về cái câu Và chuyện của cô. chắc tôi nghĩ chắc bà nội chắc không biết còn không á, chắc có thể mất á. Dạ bà nội thì có thể không còn, bà nội thì không còn, nhưng mà rồi các anh em trong gia đình hoặc là con cháu cô, con cháu trong Có gia thể đình. anh em con cháu gì đó. Dạ thì cũng hy vọng như vậy. Vậy chứ ông Quy này, ông Quy Nguyễn Quy này là ông làm sở cứu quả Đô Thành ở Sài Gòn á. Dạ à vậy hả cô. Dạ rồi con nắm được cái câu chuyện rồi, hy vọng là sau khi mà con phát cái câu chuyện này lên á thì những bà con trong thân tộc hoặc là những bạn bè này kia của chú có thể nghe được rồi hiểu về cái câu chuyện này nha cô nha. Dạ, Dạ nghĩ chắc có nhiều người chắc cũng biết á. dạ đúng rồi. Dạ Tại hồi đó còn khờ, còn nhỏ rồi cũng không có dám đi tới Sài Gòn, không dám đi tới Bến Tre mà để đi tìm đâu. dạ Với chị không vô mà chú biết mà, đâu mình nuôi con mà đâu có tiền bạc gì nhiều đâu. dạ à, rồi con nắm được câu chuyện rồi nha cô, rồi con sẽ đăng tải giùm cô ha. À, rồi Dạ còn đâu có cần biết thêm tên gì nữa phải không? Đầy đủ rồi nha. dạ con nghĩ là thông tin như vậy thì con cũng nắm được căn bản rồi cô. Dạ à, vậy cô Dạ ha, con chúc cô sức khỏe nha cô. yeah, không có gì nha. Để Dạ khi nào mà biết được thông tin thì chú gọi hả? Chú gọi dạ đúng rồi, rồi có thông hẹn tin là gặp có, nhau phải không? dạ có Con thông tin. gái tôi nó không ở đây, nó nói chừng nào má gặp ba con hay là anh chị em gì đó rồi má là gọi con tới, chứ bây giờ con tới con cũng đâu biết gì đâu nói. Dạ Nên tôi là má của Nguyễn Thị Tú Nguyên nha. dạ ok cô Vợ rồi. vợ của Nguyễn Văn Thanh hồi trước á. Dạ rồi con hiểu rồi Ừ, cô. chứ không phải dám nói vợ bây giờ đâu, nó quý Dạ sạch máu. dạ Xin cộng đồng chia sẻ giùm mấy chuyện gia đình tôi như vậy đó, dạ thì tôi rất cảm ơn. Nếu mà ai mà tìm được ba cho con tôi thì tôi sẽ thưởng cho 1.000 đồng. dạ Rồi cảm ơn cộng đồng rất là nhiều, giúp dạ giùm chia sẻ giùm dạ cho con tôi, thì có tìm được dạ ba nó thì cảm ơn dạ chú luôn nha. dạ ok Chúc cô vợ chồng nha. chú là mạnh khỏe. Dạ Thì hồi nãy giờ chưa bao giờ ngồi nói vậy giờ nhát quá là run luôn á. dạ rồi con chúc cô sức khỏe nha, rồi có tin gì con báo cô Dạ hay. cảm ơn chú Dạ nha.